Thưa quý vị, theo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Long An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Bến Lức được định hướng phát triển đô thị và công nghiệp tổng hợp, tạo thành hành lang phát triển đô thị trung tâm ở Bến Lức, Tân An. Bên cạnh thường xuyên cập nhật, tích hợp các thông tin quy hoạch xây dựng, giao thông, kinh tế xã hội của quyện và quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, quyện cũng khẩn trương lập nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Bến Lức toàn quyện điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị xây dựng tỷ lệ 1 trên 10.000 khu vực Bắc Bến Lức và điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung 1 trên 5.000 đô thị Bến Lức, đồng thời tích cực phối hợp chủ đầu tư thẩm định, phê duyệt hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội để triển khai các dự án khu dân cư đô thị trên địa bàn quyện. Theo đó, trên địa bàn quyện hiện có 48 dự án khu dân cư tái định cư đã được tổ chức lập phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1 trên 500, với tổng diện tích trên 1.550 ha trong đó quyện đang phối hợp sở ngành đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn quyện năm 2022 với hai dự án khu đô thị xác định rõ định hướng cùng với việc quy hoạch khoa học giải pháp triển khai quyết liệt hiệu quả tương lai bến nước sẽ là khu vực phát triển đô thị dân cư gắn với các khu cụm công nghiệp tập trung với cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội hiện đại